Vậy là chúng ta đã xong 8 chương. Chương 1 là tổng quan về thuế. Chương 2 là thuế giá trị gia tăng. Chương 3 là thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương 4 là thuế xuất nhập khẩu. Chương 5 là thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 6 là thuế thu nhập cá nhân. Chương 7 là các loại thuế về đất, gồm có hai loại là thuế đất nông nghiệp và thuế nhà đất. Và chương 8 là thuế tài nguyên. Như vậy là trong cái hệ thống thuế hiện hành đó, đó như các anh chị thấy đó, thì cái hệ thống thuế hiện hành gồm có 8 loại. Thì chúng ta đã nghe hết 8 loại. Cái hệ thống thuế hiện hành chia làm 3 nhóm, như trong cái bài đầu tiên tôi trình bày các anh chị ấy, là nhóm đánh vào thu nhập, nhóm đánh vào tiêu dùng và nhóm đánh vào tài sản. Nhóm đánh vào thu nhập có hai loại là thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế đánh vào tiêu dùng có 3 loại là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu. Thuế đánh vào tài sản gồm có thuế nhà đất, thuế đất nông nghiệp và thuế tài nguyên. Thế thì cái thuế nhà đất và thuế tài nguyên là pháp lệnh, thì hiện nay chúng ta đã được Quốc hội ban hành cái thuế đất phi nông nghiệp là nộp thuế. Thuế tài nguyên cũng là nộp thuế rồi. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái hệ thống luật thuế của Việt Nam hiện nay là đã hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh có nghĩa là tất cả đều là luật hết. Đấy. Riêng cái thuế luật thuế đất phi nông nghiệp là sẽ áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2012. Hiện nay thì vẫn vẫn thi hành cái pháp lệnh thuế nhà đất. Và trong chương trình học của chúng ta là chúng ta phải học hết các cái luật thuế trong hệ thống thuế. Và tôi đã trình bày các anh chị như vậy là toàn bộ cái hệ thống luật thuế hiện hành của Việt Nam. Bây giờ vấn đề mà chúng ta ôn tập. Đấy, thì trong cái ôn tập này các anh chị chú ý dùm thế này. Chương trình học của chúng ta là nếu mà học chính quy đó thì các sinh viên chính quy hiện nay phải học 14 chương. Thế còn chúng ta là đào tạo từ xa thì chúng ta học cả 8 chương thôi. Và như vậy chúng ta đã giảm hết 6 chương. Và cái phần trình bày của tôi cũng vậy. Phần trình bày ở đây là nó cũng có những cái phần mà chúng ta không có đi sâu. Chúng ta chỉ lướt thôi. Ví dụ như cái bài 1 về tổng quan về thuế đó. Thì như vậy là có 10, 10 mục nhưng mà chúng ta chỉ nghe 5 mục thôi. Đấy, như vậy là các chị thấy là cái chương trình là từ xa thì chúng ta cũng đã hạn chế cho các anh chị là rất là nhiều những cái điểm mà chúng ta đọc để biết, chứ cái thi cử là chúng ta sẽ tập trung vào những cái điểm chính thôi. Như vậy là mỗi chương các anh chị chịu khó các anh chị xem cái phần gọi là tóm tắt các ý quan trọng đó. Như vậy là khi mà ra đề thi thì cái trung tâm khảo thí sẽ chọn trong cái phần tóm tắt các ý quan trọng này là 5 câu. Và mỗi một cái chương như vậy là chỉ chọn 1 đến 2 câu thôi. Như vậy cái đề thi chúng ta là sẽ có từ 8 đến 10 câu. 8 đến 10 câu. Đấy. 8 chương mà sẽ chọn là từ 8 đến 10, 10 câu hỏi. Như vậy là mỗi câu là cơ bản là phải ở mỗi chương như vậy là cơ bản phải có một câu. Đấy. Thì các anh chị về các anh chị trong quá trình ôn tập thì các anh chị là tập trung xem các cái tóm tắt ý quan trọng đó. Rồi các anh chị mới từ các ý quan trọng này các anh chị mới lật lại cái bài giảng, các anh chị xem lại. Và trong quá trình xem lại như vậy là có những cái vấn đề không hiểu, thì như hôm trước tôi trình bày các anh chị đó, thì các anh chị có hai cái địa chỉ để mà các anh chị có thể là được giải đáp. Đó là cái điện thoại di động nhé, là 0903 703 759. Thứ hai là cái mail, mail là phanminhmitd@yahoo.com. Đó là hai cái địa chỉ để các anh chị có thể các anh chị sử dụng để mà các anh chị hỏi cái bài học qua những cái quá trình vướng mắc của mình. Thế còn trong cái việc mà đào sâu có nghĩa là ngoài cái việc thi cử đó, mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm những vấn đề vướng mắc thì các chị có thể đào sâu bằng ba cái địa chỉ, đó là ba cái trang web. Trang web thứ nhất là trang web của Bộ Tài chính, www.mofgovvn. Thứ hai là trang web của Tổng cục Thuế, đó là trang web www.gdt.govvn. Và hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng một trang web đã hoàn chỉnh. Thì các anh chị có thể vào cái trang web này để các anh chị tìm hiểu thêm những cái văn bản. Tại vì cái thuế hiện nay là chúng ta đang ở thời kỳ hội nhập,
do đó là luôn luôn là nó có những cái cập nhật, sửa đổi, cải cách. Vì vậy mà chúng ta cần cái cập nhật các cái thông tin để mà có thể có những cái tài liệu mà cập nhật. Đấy, thì như vậy là cái chương trình học của chúng ta là nó có là 8 chương, và tôi đã trình bày xong. Và cái cách học như tôi đã báo cáo các anh chị đó là chúng ta chỉ tập trung vào 8 chương, và mỗi chương thì chúng ta tập trung vào 5 cái câu ôn tập, 5 câu ôn tập. Và cái đề thi của các anh chị đi thi là người ta cũng tập trung vào là cái phần ôn tập, là cái phần mà tóm tắt ở các cái ý quan trọng, các anh chị tập trung vào đó. Rồi, hôm nay là chúng ta đã học hết cái môn thuế. Cái cuối cùng là chúng tôi chúc sức khỏe các anh chị, và các anh chị thành công trong môn học.